bắn nó thấy chết đi. Mà bên tôi vẫn hiện nhờ. Bên tôi vẫn hiện nó dính lửa. Grabbing first aid. Everybody get ammoed up. Gì rung vậy? Ơ, nhưng mà ông Bảo mời vào xong rồi kích ông Bảo rồi mà hai đứa chúng nó có nói gì không? À, ông Bảo hai đứa gì liên quan tới cha Bảo. Thôi, ông dễ tin. À, ông Bảo mời chi vô mà. Không, nhưng mà nói là chắc cũng quen qua game rồi thôi chứ đâu cần thiết. Không, ý bảo là có nói gì không, nghĩa là kiểu ông bảo bị kích rồi, có bảo gì để tập kích hay gì không? Không, không một lời. À, có, ông hỏi tôi rồi. Tôi có lý do rồi. Chúng ông bảo là ông cũng hay chửi thì ông không có hợp tới cũng được, không có theo hết. Không, mà tôi cũng hay chửi vậy nhỉ. Mốt ông không thấy server là ông biết rồi. Đây đó là ông đúng đúng đúng. Đi thôi, đi. Đợi với mặt kia. Má đang chảy máu cam. Ủa thương mấy đời rồi. Grabbing some first aid. Ôi ông có xoay ngược cái màn hình lại chơi game không vậy? Được khiến cồng chuối. Ôi giời. Vô cái đi xuống. I'm taking an extra pistol. Heck yeah. Someone's gonna need these. Có cái molo mà có một hai đứa nó nhiều lắm bây giờ. Má thích bàn sao bàn đi. Bữa đông nãy bốn thằng. Ý lúc nãy có hai thằng thôi. Tôi với ông gì lâu lắm. Như bi nó cạn, nó chạy ra ngoài luôn. Không có kẻ mắc nùm rồi. Mà lúc này, Sơn cho mấy nha. À, nó cho Magnum nó có ý cả rồi. Đủ quá, chứ biết tao ăn đứng kìa. Đi. Bắn luôn đi. Bắn rồi hãy xuống. Té xuống chết luôn nha. Điên, té chết luôn đó nha. Chỗ này té chết luôn. Để tôi dọn cho. Ê, ê, đứng. Ông tự ung đó chứ, tôi làm gì đâu. Rồi xong. Mày giấu hiểu kiểu gì. Làm sao mà hiểu được. Ừ. It's all good. Để thuốc nổ cho ông ta. Mấy cái gòn lúc này anh làm cái gì? Để tôi chém cho. Da đứng trên chết luôn này. Da yeah, trên chết luôn cái. Để bên nổ nha, bên nổ nha. Đâu cần. Để tăng. Để bao nhiêu được chứ. Chỗ đó tăng bắt buộc mà. Magnum mà bắn. Nó cho Magnum nó có ý cả rồi. Thả là tụi bắn thức dục ngon lẹ hơn. Magnum đam to hơn chứ. Điền. Đam rip không có to. Wow. Không, đam rip có thiệt luôn hả? Có chứ. Có cái cức là bắn headshot thôi chứ tăng làm gì có đầu headshot. Có mà. Đâu nó bé bé rồi hả? Nó không tính là đâu. Đáng mà gì gần đậu cơ. Không, ý cái nó là đầu, cái phần đó cái đầu thì tính nó hơi được xíu. Né ra tôi có. Cứ ra. Trời ơi, ông lùi. Né ra. Tôi có cái viên mà mày máu được. Một viên mà. Chờ ông nói. Bắn đứt bồ. Hai viên. Còn hai viên. Để rồi cái thùng lại chẳng tăng. Được bắn. Không thể đến nổi. Baby, ông lại đi làm nên tôi ngồi chẳng đây. Đừng có quýnh, quýnh nó sạc lửa nó cháy á. Ammo here. Bấm đi rồi vô đây, không có gì nữa đâu. Bấm đi, lực đạn đi, lực đạn đi. Nhảy, nhảy lên, vừa đi vừa nhảy. Ngồi xuống nhảy. Here they come.
thủ đẩy đấy. Ủa không ai lượm cái gold cấp luôn à. Thời gian đâu mà lượm. Ủa ăn tăng đâu vậy? Đừng có ta. Tăng tí nữa mới ra, nó nổ mới tăng ra. Ông người ta không không còn cái bình vô lô đâu. Ai biết. Tăng đây này, ông vô. Ông lùi thẳng vô đi, nó quýnh đi. Rồi bắn lửa đi. Đốt chưa? Chưa lại. Lửa đâu? Tôi chết rồi, lửa hết. Lửa đâu? Không có lửa. À nước mà sao cháy được? Xăng đổ nó cháy luôn mà. Đang có tan còn nước hết rồi. Anh đấm cho gì cho anh đấm. Tôi nói không chịu nghe. Rồi đi. Đừng bắn nữa để tôi liền luôn. Không chê không sao hết rồi. Làm gì làm đi. Chỗ này. Trời được. Trời cháy mà. Cháy rồi. Mở đạn nó bắn đi có đạn ngoài kia mà chém đâu vậy? Hồ lô ông ném mẹ đi, tắt một quốc nó tiếp. Xa mà cha. Để tắt lửa rồi vô tôi quýnh nó vài cái nữa. Nè. Gì ngừng coi. Tới á. Từ đấm trước á, nó đấm trước ông khi vô á. Để cản á. Thì ông đang chặn ông mất kìa mê lê đây. Tôi nhặt lên tôi chém mấy phát nữa. Tôi nằm tiếp thì chết tiếp. Gì ra vũ đi, có chịu vô đâu. Đi đâu rồi. Đó. Tôi đi. Chém đi, chém tay rồi, chém tay đi. Chém tay rồi đi. Để đi, nó vô cái giữa này đấm á. Vô giữa đấm rồi chém. Đùi lại tí. Tôi lừa nè. Dính rồi. Gì vậy? Ôi trời. Chúng ở đâu? Cái tay ăn cơm đó. Đâu cái gôn lứt gì đâu, cái gôn lứt đâu. Cái này chỗ hả? Cái chỗ ông đẩy cái tủ ra, có một cái gôn lứt á. Oh yeah. Đẩy cái tủ. Cái chỗ ông đẩy cái tủ tới đây rồi. Cái này đâu mấy cái chích. Ông nhảy lên nó hư rồi. Ông nhảy lên nó hư rồi. Đó. Phá vỡ cái gỗ rồi. Mấy cái này là cái bình cứu hỏa. Ê sao lượm cái này. Ê sao lượm cái này. Thằng cơm nó quýnh là khỏi đẩy đó. Yeah, đi sát phải đi, tôi bắn trái cho. Không lấy được. Tôi đã không lấy được. Nó để đồ đây. Lúc thì bắn chứ. Không có. Tôi đã 3 lần rồi. Khẩu AK trong. Bố khỉ. Watch my back. Trên kia còn kim nhờ. Cái kim không cần. Không có nút ảnh nào. Bắn điện là mới được. Bấm nút ở trong á. Bấm nút ở trong rồi ra. À đây này, đây này. Nhìn lại cái nút này cũng vậy ha. Bên kia cũng vậy, cái nút bên kia cũng vậy. Đi mở cửa kia, cái nút của ông không cho mở, mà đi đi. Không, thật ra hình như nó không nhầm đường, không phải đấy đâu. Đường ở dưới kìa. Có còn kích chứ mẹ, có con kích chứ mẹ. Đâu, ông nhìn nó ra con kích rồi. Bởi cốc ba lên mới không thấy liền. Dưới cọc. Ôi nó kia bên, bắn đi, tôi đẩy rồi. Trời ơi. Molotov. Còn chiếc hả, được thấy chưa? Dưới ai? Súng. Rồi cái nút phải có nút gì đó, cái màu trắng này nè. Cái đèn màu trắng có lý do nè. Cái đèn màu trắng nè. Không nhiều bấm được. Ở dưới kia còn một đường nữa, đi thử cái đường kia không?
không có đường của bạn kia nữa đấy. Không có đường cùng. Đi. Không đang, nó mất là cái không cùng nhảy lên được. Đường cùng tôi đi không xong nhảy lên được. Cửa chặn cửa mau lên. Rồi lôi đi, lôi đi. Cái gì vậy? Ít mẹ rớt xuống rồi. Chạy. Chạy đi thủ con công á, không vô đâu. Tiger! Nó rất là lạng. Thôi đi. Chìm trong này này. Ông uống đi. Hay là ai uống đi. Kim đâu? Kim uống mẹ rồi. Rồi rồi, nhặt tôi, tôi nhặt rồi. Già quốc rồi. Ui, cái điện đứt kìa. Đi ra. Về lại cái cống. Lẹ lên, nó chích kim vô đi luôn. Làm sao mà chạy kịp đây? Này chẳng tăng được, măng bolo xuống đi. Không kịp. Lên vào đây cho anh chắc. Nhảy lên, bạn đây phải nhảy lên nhá. Nhảy xuống đi. Rồi. Nhảy xuống đéo đâu. Đẩy rớt như này. Rồi, chui vào đây đi. Nhảy lên, nhảy lên vào đây. 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 Ông bò salut nó đi, ông luyện cận chiến vô đây. Ôi, bạn đâu mặt được. Bạn đâu mặt được. Mẹ ơi, không chết đâu, mẹ ơi, không chết đâu. Áp hè. Không được, đụng tiếng lục mà, ông nào tiếng lục. Thôi, nó đấm nhau phát lại chết mẹ luôn rồi. Đi ra, bò ra đi. Bò vô luôn được không ta? Quýnh á. Có cây gờ, nó có cây gờ, không bò nữa. Gờ nam nó đi. Bò vô bò vô quá. Chết được, từng kia máu chứ làm sao được. Cái nói cầu đó là tụi mình cảm thấy bất an. Chết được sao được. Má thằng God nó cười tôi kìa. This is it for you. Thanks, Zoe. Web is over here. Má đang đứng tự nhiên nó rớt mẹ chứ. Hên phản ứng kịp nhảy lên lại không chết cháy. Cái thang vậy mà nó leo lên được hay thì thang này thang cao mà chứ phải thang lùn đâu. Đội ông lên hắn nó vừa bò lên chạy. Thường mấy cái thang lùn á nó mới đội những cái thang cao vậy. Nó bò lên rỡ ràng nó quay mặt với cái gì mà nó đóng phát sao giằng người cái ghê. Cái gì vậy? Sực gân mà 12 máu là hỏi biết mừng. Đó là mình vui, đáng đi ông bắn từ sau lưng. Đáng lẽ phải 120 máu. Phải có tình mới bắn được vậy. Gạch hết cỡ rồi cha. Thì lúc chỉ 110 thôi. Có hai con quýt. Healing, cover me. Bày luôn. Không chích hôm qua không này đâu. Không chích mới là hôm qua chứ. Nhìn trên. Ông cầm cái bill để tôi cái chích nè. Ông Nguyên. Không, cái đoạn này đó chơi sao rồi ta. Một người về xong, người mở cửa. Bắn cho vỡ ra, bắn cho vỡ ra. Bấm cái gì cơ mà nhờ? Mở cửa đó có hai con quýt. Mở cửa phòng đi ông biết. Bây giờ chạy vào cửa, nó có bây giờ chạy vào cửa nó có dính ấy không nhỉ? Nó có tính là choáng. Sao mà vô được? Nó kẹt đâu mà. Nó kẹt nó mới đồ. Nó phải xét thao.
ba con quýt nhưng phải đi vô. Ờ để hỏi sắp lâu đâu, con speed con ở trên kìa. Nhưng phải đi vô, không vô cho được. Không có mô lô. Chém đi, chém đi, chém đi. Chém gì hết. Chém con khỉ, ba con quýt. Ba con là 9 đợt income đó đủ. Không, bây giờ ở ngoài dưới đi. Ông Nguyên là dưới tôi bắn. Tôi đứng trên ông chém được 3 phát liền không? Chả quần da đứng ở trên thì thủ ăn cơm đi, mất bay sẵn. Hai người trên luôn, có hai người, có một người chiến nè ha, lên hai người lên trên đi, tôi bắn cho. Sau lưng nữa nè. Rồi tôi ném mô lô sau lưng rồi. Bắn từng con thôi. Ờ xong nó giết mẹ. Ông Nguyên xong rồi, xong rồi. Ê sao nó chạy cho tôi? Rồi sao? Xong rồi. Thì mày có một con. Thì bắn con thôi. Bắn một con thôi. Từng con một nha. Ba con chứ sao hết. Ba con đi chết hết. Má tăng xà, con bút xà, bút rộng nhưng mà xong như người mình. Tớ không hiểu luôn. Cái dây hải quá kia tự nhiên. Cái này nó không leo thầy. Lên đi một hết một lượt đi. Lên đi, lên thủ chứ. Đi bắn từng con này đi qua được rồi. Bắn một con nó đi qua rồi. Bắn con bên trái. Đi con ở giữa. Không bắn con giữa sao đi. Bắn chúng á. Tôi bắn tôi. Đi về. Vậy sao hai con nó giật rồi. Ủa cái thằng la. Ôi tôi bắn con ở giữa mà. Tôi bắn đúng con ở giữa. Không bắn hụt rồi, dính con nào sau lưng bức tường rồi đó. Cái hai con vẫn ngồi kìa. Tôi bắn con đi. Ông Nguyên nhảy lên bàn đi. Không, bắn con ở giữa. Tôi bắn con ở giữa mà. Ông Nguyên đi ra, nó lên kìa. Con bị giữa thì khùng kìa. Con kìa. Coi coi là dễ chưa? Coi coi dễ chưa? Ừ, mấy chúng còn bên trái là mấy ông khùng rồi. Bắn đi. Vậy bắn con bên trái trước đi. Bắn con nó làm chi? Ăn cơm ra nữa. Bắn con bên trái thôi. Bắn xong trên 1000. Bắn đi. Trái thôi. Bắn đi. Ngõ nó đi ra. Bắn con bên trái đi. Ông Linh còn theo. Má ông hoàng dọa ông lần ra đi kìa. Ra đi đi. Thế nào nó chạy thẳng vô người không? Rồi xong, ông hoàng gia chạy qua chạy lại đi. Rồi xong. Ê chết mẹ, rồi. Chích vô, chạy qua cầu thang bên kia. Rồi đi rồi. Chạy gì được, mình chạy trên đầu cũng chẳng hay gần vô vọng kìa. Coi ổng kìa, đưa cái đít cho nó được. Cái này vô kia, cái này vô kia. À, tôi khác. Má uống hết điều rồi. Nó chạy vô đó. Nó lấy được. Đúng rồi. Nó lát rồi. Nghĩ sao ổng ra cái lỗ in cơm thà, chạy ngược xuống sao mà. Vô, có bên tôi vậy. Chặn cái cửa cầu thang á. Đạn kìa. Ê bắn nó đi. Mà bắn con mà chết á. Rồi. Thế đi con ở giữa nó rác nè. Nếu thế thì chỉ bắn con ở giữa thôi, xong rồi nhảy lên bàn, xong rồi lên thẳng luôn. Ông nhảy được lên đầu nữa hả? Ông điên hả? Mẹ con dung thường, nó nhảy không được rồi. Ê đúng. Gì vậy? Lên cái ăn đập nè. Lên được, bóng mơ. Cỏ đầu lên đi. Bóng mơ tiếp trên à. Còn phải lấy chém mô lô. Cũng thua à. Cũng thua à. Cái điều nè gì? Con cái kit kìa. Đúng rồi. Chặn con lấy. Một
Thằng ra đầu ngồi đi. Má mấy con bớt mè nó di chuyển thấp á. Đi lại nữa à. Có gì khúc phải... này mà đủ không có người sao đi được. Khúc thủ săn ở trên đây tăng. Lại tăng nữa. Má nhiều tăng á. Cái kia. Đâu gì đâu. Cái mày có cái gì? Thôi lên đi luôn đi, quẹo phải đi. Lại đi. Màu mè quá cũng đi lại. Ồ, cái mát rồi. Em chơi đúng không? Còn cái chơi sao kìa? Ờ không phải thấy đi rồi đó, hãy bấm nút nè. Đợi hết căn cao thủ. Này không có tôi vàng trận là thua. Tăng nó ra. Nhảy gì mà nhảy qua được đâu. Nó cho nhảy. Ai cũng như ông đi qua được bám về mày. Cái thằng đồ vậy. Lên chế nó lên. Mở không? Rồi làm gì làm đi. Chết rồi. Ủa cái giảm đầu mà ép chết kìa. Giảm gì? Bắn gì chứ giảm gì? Búa rồi chua luôn. Rồi bấm luôn đi ông ơi. Bấm gì? Chế ngay chỗ cái này nè. Đi qua bên kia bấm nút. Qua thôi bấm gì. Rồi ăn cơm sau lưng luôn. Reloading. Xong. Đi đi rồi. Ông Vinh mua vậy. Nó mua nó bắn đùm kìa. Anh đùm kìa. Bạn đẩy ra bắn mẹ đi. Đã đẩy kìa. Con nãy giờ không trúng cái không trúng mình xăng luôn á. Tóm đại luôn đi ông ơi. Đời này cũng đi đại. I hear a witch cry. Lights off. Dạ, ủa chứ không có tăng đâu hả? Tăng mặc định mà đâu mà kêu chắc không có. Ủa bấm chỗ nào? Tăng gọi cơm. Chỗ nào? Cái chỗ ông vừa đấy. Cái công tắc ấy, ông đứng nhìn đi, xong rồi ông hỏi bấm chỗ nào. Ê, giết con chai dơ này gì? Nguyên chặt rồi, ông Nguyên chặt. Úi sao? Úi sao vậy? Đi về thấu. Mở cửa còn lâu. Nổi ra hỏi nó kéo xuống. Chào. Thôi tạm biệt. Đâu luôn đi. Nghĩ ông về được hả? Trái một hồi tăng nó mới ra. Không về được. Tăng nó đi từ cái đường nó xuống á. Trời ở đâu ta? Còn thấy tăng rồi đó. Đi con mày. Gì vô vọng kìa. Múa kìa, nhìn múa kìa. Néo. Ủa chết rồi. Mở nó kia, ủa không chạy đi. Không có chạy kịp. Nó dí bên mà. Má mắt đi xa lắm. Ủa sao chơi. Mắt này là chơi 6 mới đi nổi. Chơi 6 mới đi lại á. Cái này chả đi lại chứ giờ đi 4 khó à. Tăng không mà chịu nổi. Reloading. Con kít từ từ nhé. Tự con nhé. Thế thì chúng ta bắn hai con quýt thôi, không phải bắn cả 3 con. Ừ, con kít chạy giờ. Con kít chạy mẹ rồi. Tôi không bắn nó đâu nhá,
một. Còn sao mấy hàng bay nó dài. Mấy tên này nè. Ừ, cứ bỏ anh con đi kệ nó. Light bomb over here. First aid kit here. Bắn nó thì làm sao nó chết được. First aid kit here. Làm sao mà còn được nhau. Làm sao mà còn được. First aid kit here. Mày mới kích xuống lấy được rồi. Tiêu cái này cũng có nè. Lấy nó dùng cái đã. What are those guys doing in those suits? Reloading. Those zombies are goddamn bulletproof. Thì lấy một gom đi. Reloading. Guys, better weapons. Look here, this here first aid is mine. Cái cổ lên gì mà con Joey nó kêu better weapon vậy? Guns! Guys, better weapons. I need some help over here. Ôi trời ơi. Ông đẩy xuống. Tôi lên. Ôi ông, ông Hoàng Gia ông qua ông đẩy tôi cái. Tôi là con viên. Đẩy cái đi tôi còn trước mà. Nè, trận chiến đây nè. Ông không bảo tôi đẩy được. Tôi rồi kích cái tăng cái chưa? Guys, kéo cái này được. Weapons. Cái kiếp đâu? Cái kiếp ngoài. Không may ra ngoài mà. Ai biết ông Cường cầm đi, để cầm cái bình nổ thôi. Rồi đeo cái kiếp đây luôn, ai cầm cái kiếp rồi á. Vô trong nhà. Tụi không có lấy. Nói đi. Đây là của tôi, còn một cái nữa cơ. Còn cái... Đó, đó cũng cái chỗ ông mang theo rồi. Có, tôi ném xuống dưới rồi. Thôi đi. Thống mẹ cái cửa lại đi. Bỏ mẹ đi. Đi. Ôi tôi mất xuống dưới mà. Đừng có bắn bể mấy cái thùng nha. Oh, come on baby, come on. Để mấy cái thùng đó làm gì? Tôi đổ xăng lên, cái thùng nó bể, cục xăng nó nằm ở trên, bắn mới cháy được. Bấm nha. Ủa, có cái kim ở dưới đất này. Tôi lừa rồi á. Tôi cầm kim rồi. Tôi ra trao chặn không? Khỏi, mất lửa rồi. Đi con sau thôi. Anh trên bàn. À, trên bộ lô. Nó vẫn bắn tiêu, nó vẫn bắn tiêu kìa. Chừng ông chứ đâu. Ơ, chết ông nhà nào. Đây sẽ làm, cầm cái bộ lô đi sẽ làm. Grabbing the Molotov. Nằm giờ tôi nhặt tôi lùi vô lùi vô bọn mình sang ra nè đứng đâu có ra rồi để mấy rồi để tôi quýnh nó cho tốt chẳng có để làm cái mẹ gì đâu quánh đi ba mô lô mà hai mô lô mà để chấm đánh đi để chấm đánh đi chấm ra rồi chấm được rồi đánh đi giữa móng tăng kìa. Ờ chém được rồi, chém được rồi, chém được rồi. Mà là tôi bị quay rồi, ờ làm gì đó. Bây giờ đấu thì làm gì đó hả, đi. Đi. À. Đâu rồi đi. Đập đá cùng luôn. Anh là tôi có mẹ tay đi làm gì đó. Vàng máu, vàng máu, vàng máu. Cũng được. Ông chém liên tục đi, ông làm cứ khựng khựng hoài, ông làm như mệt chứ. Không, chờ nó giơ tay ra mới chém được. Canh tay, canh. Ơ cái nút chỗ này không tính vào đầu à?
Đánh không có đầu. Đảo hóa cho bắp hết rồi. Sweet Jesus. Vô lẹ. Ammo here. Please baby baby please. Cái đường thằng này là nó cụ đọc. Cụt. One of those leaping on your back bitches is around. Để chừng nữa vô cục. Phải nhìn cái cho nó. Ủa sao tao bắn cái bình cứu quả bay được mà. Nổ rồi bay. Nó bay ra luôn rồi nó mới nổ. Chèn xuống á. Quýt kìa. À, quýt ở đây là thua. Vô cống. Quýt chạy cống chậm lắm. Cái gì nhẹ nhất nhất. Nó đẩy lên. Nó đẩy lên. Đang tả nó đẩy lên. Má, ra chẳng kịp. Nó mà vô cống là cứt. Xuống. Không có chiến mà không chết đâu. Cận chiến em chém cống với zombie em chém lại nó. Ngay cửa luôn bên trái, ngay cửa. Cảnh sát nữa đó. Đại thử mới biết. Quất bên trái. Quất bên trái. Thôi thôi, dịp thôi. Ném lửa xong rồi vào vào ống. Ném lửa xong rồi vào ống. À tôi ném lửa. Ra, tôi ném lửa. Đi qua đi, đi qua luôn. Đi qua chỗ đó luôn có sao đâu. Trời ơi. Mà đi bên cạnh, mà đi bên phải mà. Không, bên cơm á. Thôi kìa. Đi đâu phải chết vậy, đuôi kia. Đi ra, đi ra. Rồi xong. Riêng qua nói về chơi được thì thấy biến mẹ chơi mẹ xong rồi mất 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 mặt đéo biết ra bị khùng hay sao người ta chơi khác người ta người chơi khác cha về chơi gái đó công tác chưa có chơi đi, đi công tác mà là cái mấy cái lỗi chơi thằng này nghiêm túc quá cha nghiêm cái cục cứt chứ nghiêm trước mặt trước mặt trước mặt trước mặt chơi chơi chơi. Bắn coi đi qua ngoài chiến. Quăng khối là phải nã vô khối. Đừng vỡ cửa đi. Để cái xếp hào giả đó, mấy thằng tưởng đâu là đóng lại rồi quýt không ra được, mất mẹ cái cửa. Đánh bắn được. Né ra tôi có chế mô lô kìa. Rồi đéo cho cái video luôn. Đéo cho cái molo à lên cái được luôn. À đúng rồi. Không nhìn được cái chích đây. Mình cho ném đi hoàng gia. Chạy được về luôn à? Đi lên đây này được. Leo lên, lên chạy qua lên. Chạy lại nó chết. Ông lên đây nó không lên. Quýt nó la 7 lần rồi nó chết rồi. Chúng còn lên, con lên, con kìa. Nó chạy lại tôi kìa. Dính đâu quá. Không, mình lên cho tôi. Cái gì kia. Đi xuống, đi xuống. Đi xuống. Thôi. Đủ quá, ba con luôn kìa. Ba con gì? Còn ba con cũng chết. Ba con cũng chết, một con cũng đuổi.
ở cao gì mà nó nhảy kìa. Quýt nó cũng nhảy ngay chỗ này nè. Mấy cái thằng làm map đó là cái gà ảo chứ nó bám thì sao á. Nó còn chạy tới đây nhảy lên nè. Còn phải đá. Chính đỡ. Còn nữa kìa. Anh cứ bằng nó spam đến mà mấy con. Chết xe là. Mày có ai hốt được giờ, phóng đi lên giờ. Thôi chui, ít lắm. Thôi chết kia xe lại. Tại sao nó chặn nữa ít lắm. Bắn 3 cái mà không chết. Vẫn hiện là cái tích ở trên đường nhưng mà ý cầm lại đéo có. Thì bà nó nói là nó hệ nó bàn nhưng bị chặn lại ít lắm. Thì lại nó không. Cái máy nó chặn. Mà 16 phải không? Mà 16. Đây này, cái kim ở đây này. À, cái ấu đây này. Rồi. Ủa từ từ mấy chạy mới đi cuối cùng vẫn chết hả? Bắn viên cuối. Mấy phát cuối hay có nội tại. Hey, some guns here. Ông lên, ông phải né cái cống cho người ta lên, ngồi nó bắn luôn, đứng đầu lên ông đạn. Ông tôi bắn mấy con ở gần chứ cái kim trong phòng nè. Đấy là ui. Ui ui mẹ gì. Ê, nó kẹt là nó kéo tôi. Pha tại tôi bắn chết trước khi nó kéo ông rồi đó. Ông che nó lại luôn. Kìa nó melee kìa. Ông cái melee cứu mạng này ông cầm đi. Ông cầm đi đéo chơi. Ông chém không phải đẩy, cái này là chém không phải đẩy. Đẩy hộp không à. Reloading. Đẩy hộp gì đâu rồi. Đẩy đít hả? Đâu, áp cao đi. Uống cái build đây, kim đi kìa. À, cao đi cái build, để chặt cái build lại. Ở đây có build này uống luôn. Đó, tôi quăng trên đây cây nè. Ủa ai quăng cây M16 lấy cây gì vậy? Quăng cái gì quăng? Đâu M16 nó khỏi đấy. Nó khỏi đấy luôn. Sweet. Bấm đi. Bấm cái gì mà bấm từ từ. Vậy phải được không? Vậy được. Vậy Nó chặn, có vẻ nó chặn kìa. Tôi nhảy thử rồi, tôi nhảy thử rồi có được đâu. Coi như ở đây là đó, chắc. Ông nhảy đó, ông nhảy đó kia. Nhảy nó chưa tan được không? Chỉ có góc lát thôi, góc lát thôi. Tôi góc lát luôn này, tôi góc lát luôn này. Tăng ném được. Tăng nhảy chơi xuống ném được. Tăng cái đéo được. Tăng đứng đây đúng không? Mình đứng thích thích ở đây nè. Nó không mới bấm tới. Ra. Ra từ từ. Nó nhảy cho tôi bấm cho. Làm gì đó? Yeah, đẩy. Như chỗ này là chỗ SE spam này. Rồi bấm đi. Chỗ này dựa lưng một tường luôn. Chỗ này dựa lưng một tường luôn đéo. Không bị tụt này, không bị rơi này. Ông canh cho tôi là được rồi. Điện lên luôn. Canh gì? Canh đứng mẹ hết góc lát rồi thì bắn cái đéo đi. Đỡ. Góc ông đâu phải góc lát. Chỗ tôi không lát mà thì tí tăng đi vô chặt hết rồi là góc lát ra luôn. Tăng ra bên đây nè. Tăng ra chỗ này nè, cái cửa. Bắn chi vậy ông nội này thiệt ngứa giấy. Lỡ tay. Lỡ tay một viên chứ lỡ tay làm bao cũng viên. Không mà tôi không biết thằng Phương đấy là ông chết sang cái đó luôn. Nó chứ ông bắn gì vô đây, tại sao ông lại bắn vô đây, ông không biết, ông biết mà. Ở đây anh nhảy xuống, cái ông ông cầm một lô đấy ông Nguyên, cười đi đi kia, ném luôn, một cách kia. Chạy đi mô lô. Được. Bắn đâu? Rồi. Anh ném. Ông gì làm gì tôi vậy? Tôi làm gì ông?
Không, ông gì ông bán nổ cái gì á, tôi choáng váng quá ba máu kìa. Bỏ xuống ông thiên cứu. Chỉ có ông thiên cứu thôi, chỗ này anh là đúng rồi. Bỏ qua đây. Ông nhảy lên mấy cái bồn đó được mà. Không, con tách mà đứng dưới đó đúng gì. Đứng nhìn nhau thôi chứ có gì đâu. Ở trên người bình xăng đâu rồi? Bình xăng đâu rồi? Bình xăng đâu rồi? Chạy đốt chứ anh. Đéo hiểu. Tôi chỉ bắn cho đỉ thôi. Mai mốt khỏi hoàng gia đâu rồi là đụng ông té với tôi. Tại vì tôi chỉ ông đây, tôi chỉ người ông. Ông Di hỏi tôi cái ông Di. Hoàng gia đâu? Đó, mai mốt cứ vậy hỏi tên ông là ông té. Làm khó nhau mà. Ủa mà em có income luôn kìa. À giờ mới lên. Cái cốc lát thì đỡ income. Lẹ đi ông. Lẹ lên. Què. Què thì uống bill. Mẹ cầm bill chứ kích cái lết. Bill. Cầm đồ vừa cứ. Còn cái bill đi, còn cái bill trên xe kia chưa? Dạ. Xe kia chưa? Đâu? Xe nào? Rồi rồi. Mẹ ra. Nó phá đẩy rồi. Vỡ tôi bắn. Đừng bỏ em ngoài này anh ơi. Cái cửa này nè. Cửa này nè. If you got a health kit, you should use it. Bắn giọng. Đây mà. Con chó nó chửi đâu rồi. Thôi, nhìn đi. Ông bó vô là cái gì vậy đó. Ủa, nó chửi mình. Con đỉ con đồ, má ức chế. Come on, Alice. You got it in you. Tại bón bị thở đúng ghê chứ. Bởi vậy. Má thương hi asshole. Mất dạy. Sao nè, móc bay ra đi. Nó bay tùm lum vậy. Tôi thấy ông ném đằng sau mà sao bay ra đằng trước. Tôi ném đằng sau không đi đằng trước. Trước với con. Là nghệ thuật. Trời. Cái này phải có cách lấy chứ đâu phải như vậy không. Ừ, tôi bảo có cách lấy mà bị cái gì á. Có cờ sau lưng tôi nè. Có kít nè. Có kít ông nguyên kít đi nè. Có kít trong hồi sinh. Không mà. Có kít trong hồi sinh nè. Ê ê ê. Đâu có nè. Hoàng gia, hoàng gia. Cái kìa. Hai cái đều bấm được. Cái bấm được. Đã bấm được, đã bấm được cái này. Con cầm kít nè. Không, đi. Bảo nguyên kít đi. Vui rồi, vui rồi. Ai biết đâu. Chỗ này thủ tiếp mà. Phải nhiều. Đạn đây nè. Đạn đây. Ê, góc cái góc con này thủ ngon nè. Thủ ngon. Đi đi nha, vô thủ nè. Từ. Từ từ. Vô. Bấm này vui mà. Trong đây thủ ngon nè, có một hướng vô mà. Bấm thử hai cái đi, xem cũng là mở được cái nút ngoài này không. Không có được, khùng hả. Bấm nhớ khúc này có lâu chơi mà, từ từ để kiếm đã. Không có quýt nè, cần tôi chỉ đường không. Kít đâu. Kít đâu, thấy kít đâu. Phải kít đằng ngay cái ông ấy.
Đang trong phòng nhá. Chị với Hà vô cùng lúc rồi. Tôi nghi hai đứa nó là một á. Lóc được hai máy. Ê kích kích. Kích cho này nè. Hà đâu? Hà đang sụp mắt. Đi đâu? First aid kit's over here. Mới chắc một thôi đó. Thua là đi lại. Khóa cho. Grab some first aid. Không, đến đây là gần đến nơi rồi. Sao hai em gái học bóp với lại sẽ lành. Không có mà cưng nựng quá đáng thôi à. Mặt ba viên đều chết con. Đừng có vô leo. Incoming. Có trà nè. Có rồi. All right, doing good. Trời lành. Ô lộ ngoài da chạy. Hunter. Đi con mẹ đó. Oh shit, I'm down. Okay, you're okay. Let's go. This will only take a second. Còn kíp mà, còn kíp đằng sau lưng nhờ. Sai lưng nãy ta, à sai lưng biết rồi kìa. Đéo gì đang hướng dẫn em nó. Reload. Nó sấp nhiều quá giờ full mẹ ổ đĩa rồi, không biết cách anh sấp. Phải là ô anh sấp, có ô anh sấp mà. Bấm lại mà cái map là tìm anh sấp vào được mà. Càng vô cái mục đá sắp trong workshop á. Ừ, cái phần profile mình có đầy ở đây. Sắp qua cái item này. Sắp qua cái item này. Nó chạy trong lùng ra chạy ra kìa. Ơ, chạy trong lùng ra kìa. Mình không đi qua lùm được, chạy nó ra. Lờ luôn. Còn thấy cái quỷ nó khó đánh vậy chưa? Đông Hà nó chạy đông, nè. Nó chạy từ ấy ra. Con đi đi. Con cứ đi đi. Quả kích vậy? Ngoài như kia, con cầm kích gì kìa. Con uống đồ uống. Chẳng này được chưa? Ui lại đi đã. Ê, bấm cái này. Bấm mà. Bấm chưa? Bấm gì bấm đâu bấm đâu. Đừng 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 đừng. Kéo đẩy được. Reloading. Thủ một đợt tăng nữa đó. Không phải in cơm không đâu. Rồi rớt thôi. Rớt gì? Rớt gì? Đi thủ. Thủ. Ông biết ông biết. Chết hết chết. Về đi tôi nghe nào. Lùi vào góc bảo lùi vào góc đi ông chạy về ông chạy bỏ mình rồi. Góc nào? Con trà đi ông Di, con trà phải đi. Đi luôn. Quăng sao đi. Quăng mô lô, trái bay, đừng quăng mô lô, quăng bay. Đi. Quăng sao á. Quăng sao giết nó nhiều. Nè, nó trà. Ở nhà rồi nè, qua trái là nhà rồi. Bình thường có con tăng ở đây nè. Con cầm kia đứng bên ngoài đường kia đi. Đi bỏ đi kệ đi. Cái khu đó. Ui shit. Ông có cái piu không uống đi. Chậm lô chứ trời. Ông phang mua lô luôn kìa. Ông bị náo rồi luôn tôi kìa. Piu ông làm cái gì? Rồi ở lại đi. Hiểu biết làm cái gì á. Chậm mà gung chậm đi cắt. Ông cầm piu ông nghĩ không uống cơ. Ôi này con đóng cửa đi, ai đóng cửa đấy. Ông biết mày. Còn blip cho vô. Ông ngoài nhà ngứa tay bắn cái xe. Bắn cái tay rồi, uống cái tiêu đi. Con cái tiêu không bị uống được. Để dành qua bắp sao xài. Tới xét nhà rồi. Tôi đã ném cái xe mô lô ra. Tôi chặn đường để đi từ từ về. Mãi cái mô lô mới cần á. Mãi kiểu để dành cái mô lô. Hai thằng phá. Bắn xe. Đâu phải là tôi đúng không?
These zombies are trying to kill me. Damn it. Here you go, man. I want you to have this. Chết luôn. Chết luôn. Chán ha, đừng có gì. I'm bleeding out. Khải kìm kìa. I got a misery in my bones. Come on, youngin, if I can do it, you can do it. Christ. Oh, yeah. Má, map load lâu mà cố. Gì? Hit của ông hả? Khi nào của ông hả? Tôi vào, tôi vào xếp đã bỏ rồi. Điểm tôi quăng hết đồ này, chưa có lụm lại. Nhưng mà tôi có biết gì đâu. Ủa, đạn đâu? Có đạn, cái đồ. Quăng hết đồ, không có gì á, má không có đồ. Kiểu gì cũng có mà, ngoài. Tám cha. Để tôi dọn xin bi cho. Ở đây đâu còn đi. Get ready. Đi về mà. Hey, I'm reload. Còn gì sao còn nhiều kìa không? Rồi đóng cửa rồi, đóng cửa chơi bơ mơ kìa. Còn thằng nữa kìa. Kéo kiểu. Vãi sức. Ở đây lần đầu thấy luôn á. À, kích kích bên này nè. Lỗ mới. Lỗ đầu tiên gặp rồi đó. Ai, kít bên này nè. Chắc phải thủ, đỡ thôi, về nhà hết đi. Không phải thủ, mở cửa thôi, không có gì đó. Nó mày khó, cái kia kìa không bụng xăng á. Mình xài cái web mà sub được mà. Sub được, nhưng em phải đăng nhập, đăng nhập hiện thức. Em cái đồn với em. Ông nhập. Ông để sẵn chế độ mà lúc nào cũng đăng nhập sẵn á. Come on. It's all you. Máy tính cá nhân chứ mà máy net. Tao nói rồi, hạ viên chi là một mà. Hạ thì sub cũng không được. Tay phải tay phải là anh chi, tay trái là anh Hà. Đạn hay không? Nhiều như cách trong cơ thể. Súng. Má, cái súng phô mai này mà bắn cái gì trời. Súng phô mai súng gì? Súng cà lai. Súng xí mũi. Còn một cái kit ở dưới đó. Cây này mà bắn được từng viên mạnh lắm đó. Đạn nè. Đâu. Cái khung cắt tung này. Đâu. Reloading. Nó kìa. Trời đồ luôn. I'm not lying. Cái mèo lúc cái gì. Đồ. Mình kia gì vậy? Đang cùng lùi và đủ hắt chứ gì nữa, còn phải nói. Ông công khai cho mấy ông biết rồi đặt việc nghi. Kéo nhìn thấy một cái gì cả, tự nhiên tụt. Cái chư vậy không thấy. Bán ngon lành luôn. Tức là tôi mới nghe thì tiếng nhá, mà tôi chưa nhìn thấy hình luôn. Ừ. Lấy bò trên đường luôn. Mô lô này. Rồi anh con, đi anh con mẹ nó con. Ông nói mấy cái nào có mà trà, hút này có trà. Ông không lụm á. Ông hãy nói, ông lụm mẹ nó thích thông báo. Bắt công chạy lại ghê á. Cận chiến này. Vô lấy cận chiến đi, má này không cận chiến không chịu. Đập nhau kìa. Thích kìa. Tôi cầm lục đi lụm lên chơi. Dữ liệu
rồi. Quá chịu nè. Đựng bay, đựng cái bay, đựng cái bay, đựng cái bay. Đựng cái bay. Đâu? Chém rồi. Chả nhặt rồi. Ông tôi cũng không biết cùng gì hết. Phát cái map này nặng, upgrade Google. Oh, you know my plan. Come on, Ellis. You got it in you. Nhưng mẹ chứ không phải dân team đâu. Hai đứa gái đều bị chứ. Qua mạng đấy. Không ai, không ai, tôi sắp nhanh lắm. Qua mạng à, nghe rất là có lý luôn. Chuyện gì chắc đập éo. Không ai, tôi sắp nhanh rồi. Cầm lục cũng có nguyên nhân hết. Trời gì e á, cái gì cha? Đạn nè. Grenade coming at. Bắn mỗi 3 viên chỉ còn một cơ rồi, gì chưa mất viên đạn nào luôn. Nó bị lỗi gì không có incom. Có. Come on young, if I can do it, you can do it. Này cái má tổng lồ. Might wanna heal up, Zoe. Má đây là Vũ Hán nè. Dạ. Vũ Hán. Ammo here. Sao Vũ Hán sao kinh mưa. Something. Nó có một bóng người luôn. Trong công ty của tôi có cái thằng có tên là Vũ Hán luôn, mấy ông tin không? Thì một thằng cũng quen quán là Vũ Hán. Đấy, 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 đấy. Đóng cửa lại. Đâu ấy, đang chờ phát khẩu trang kìa. Đồ đéo. Có cù gì đâu. Sao anh cái điều tôi ta chung có chạy đấy. Trúng nè. Mở phòng giúp đồ đi nè. Nè, auto nè. Oh, come on. Gotta keep up. Chị với Hài đều vô workshop báo lỗi Eros. Ơ, sao thế nhở? Ở chung nhà luôn nè. Ở chung nhà luôn. Tôi nói rồi, nghi lắm. Cùng một cơ thể. Điều này quá trời. Mà bà chơi được hay, hay à, cũng hay. Nếu phải ai cũng là người đâu. Đi vậy nè hay à. Thanh thanh ra hả? Cái cửa. Chân trái, tay trái là hà. Bởi vậy hay bắn bồ. Chết nó vỡ không chứ. Cái cửa làm ăn như cướp giống Trung Quốc luôn á. Thế đi được phần rồi thế. Chạy chơi cho coi lại làm gì. Ông ra boss workshop đi, ông qua boss driver đi ông Nguyên. Thử thử sức bắn khác được không? Có sức bắn khác được không đã. Keep it up. Come on. Keep it up. Keep it up. You gonna make it. Rồi do map á. Không được do map á. Sức bắn khác có được không? Do map gì mình đang chơi đây còn do map. Hay mình ra mẹ đi hóp cái map lót thử coi. Giờ mấy em phải sức bắn khác thử cái đã. Họ xin mắt khác không cái đã, nó xin mắt lót chưa? Xin được mắt lót chưa? Không, giờ diễn ra không xin được cái gì? Ở đây là gì không? Nghe trước mặt mình luôn nè. Kéo có một con zombie nè. Ở dưới kìa, nhau ở dưới kìa. Nó bị ngãn cái gì rồi á, bị lỗi gì rồi. Đấy, nó đang chạy lên đấy. Lạ, mới có lạ, mới có lạ, mới có lạ, mới có chỗ này là không bắn tay. Đây có cái thính. Ừ, đấy, con tay nó rơi đúng đấy luôn á. Trời, con nhắm, AK. Come on, young man, nhắm mới bật chứ. Hai đầu súng nhắm, chó. Đồ má ông Di, ông Di ghét súng nhắm kìa. Em mà mấy ông. Mắt đội xăng mà, súng cầm súng nhắm ăn cái gì? À, lượm đồ thực tế chứ. Nhưng phải xuống đâu, đi qua nó có được không? Đây này. Cô nhớ ở đây này, cái đoạn này này. Đi qua bên kia không hả? Đâu gì này được. Này này, đâu được, đi qua kia. Tôi nhớ là chắc trên này mà. Đâu qua được. Phải đi xuống. Cứ đường đi. Phải đi qua, phải đi qua. Phải đi qua rồi, không đi lên được.
Nè cầu thang này cha. Mẹ đi qua không chịu đi lên cầu thang. Dỡ người. Cái mẹ chạy lại rồi. Bẹt rớt quá. Kích trên đây nè. Kích này. Mày em nó mày nó sức được không? Nhà thì sức được hết rồi. Cái kêu reset máy thì được rồi. Đi chưa vẫn còn đang xài điện thoại. Điện thoại. Mở điện thoại. Chơi game bằng điện thoại à? Nghĩa là đít đít ra đít ra đi on lại bằng điện thoại. Sức bằng điện thoại cũng được mà. Không đi đâu vậy? Làm sao vậy? Quay lại. Quay ra đâu rồi, cái kết nè. Tôi nhảy xuống tầng 2 thôi. Tôi nhảy xuống tầng 2 cho mày ghi lại từ đâu mà. Ôi, một đống chết ở dưới kìa. À, con cầm kiếp trời ơi. Con cầm kiếp tôi tưởng Hoàng Gia ông bò ấy. Ủa, chỗ này sao nhảy xuống à? Đi sát bên đường có cái cầu thang. Đi sát cái cầu thang đó, cầu thang trắng kìa. Đâu? Cầu thang trắng dưới ông á, dưới chân của ông á. Rồi, hai đứa đó được hết rồi. Đâu cơ nào đây? Ơ đi cơ nào đây? Ơ cái cầu thang trên. Đi lên trên với cầu thang. Màu trắng nó in ở tường. Trời ơi, chưa tới cầu thang nó ổng nhảy kìa. Ông tôi đang kiếm chỗ nhảy xuống mà. Có cầu thang này nào. Má con kìa. Để tôi chịu không vậy? Bắn hết không? Tê lê gì? Pháp này lỗi mẹ rồi. Tét. Ủa, đường này sao lạnh? Đây nè, cầu thang. Đây rồi, nhìn rồi. Đi cầu thang tôi xịt ở đó. Đây lạnh. À đây. Mẹ, mình sợ mù đường mình nó xịt ngay cái tâm luôn. Xịt ông khó thấy quá. Ông đừng có mở đèn là ông thấy à. Đi kiếp kìa lộn hết lên. Ông có coi chim của tôi không? Tôi mới hình sập rõ ràng vậy. À, bạn đổ xăng. Kích full máu hết đi. Đừng có tiếc nữa, nhiều lắm. 7-8 cái kích nữa. Cầm tay mà ấy đi nó. Cầm bay. À, để mẹ bắn nhiên. À, phải cầm molo đi, còn cầm có tăng nữa. Trọng nhiều xăng lắm. Tăng để sao, tăng không có giết được đâu. Tăng chỉ cho nó bị dính thôi. Pipe bomb. Kích full bộ đi. Kích full đi. Thành chín mấy máu hết full đi. Full rồi, xong rồi. Kéo bơm vô cái cổng này hết. Còn kích nữa này sao lên. First aid, last cổng nào. Grab me a Molotov. Bomb baby. Ông nghĩ ném ngược lại kìa. Gì á? Gì á? Mình chuyển lên cho nghĩ ném ngược lại kìa. Chứ là kêu ném kéo bơm vô cái cổng này. Cổng biết này hoàn thẳng vô đó thôi. Cái trà đâu rồi? Nào lộn cái trà rồi, cái trà đâu? Bấm nó ra kìa. Bấm nó ra kìa. Đi ra ngoài hết đi. Đi mình tôi ở ngoài cho. Ăn trà rồi đi đừng có farm nữa. Làm cái gì? Nhìn cái đồ kìa. Để mình sang cao nhất đi. Để mình sang cao nhất đi. Hai người đi mới được. Mình sang trên cao á. Hai người đi mới được. Chạy trong đây á. À cái trên là xe tầng 3 hả? Fire in the hole. Trời đủ má. Chỗ nào cũng xa hết ông ơi. Cái bình trên nó cao khó lấy nhất. Chứ phải xa nhất. Gom lại cái mà quăng thêm cái trà nữa nha. Để tôi quăng cho. Đừng có để sao lưng quăng thôi. Để tôi quăng, để sao lưng quăng thôi, đừng có đụng vô. Tao lớn chưa? Ê, trời, ngay. Đi lên chảnh với mấy ổng đi. Hai người lên nó được rồi. Lên tàu. Hai này cái mình con mẹ nó cái. Cái nhà này nó phải văng lưới tùm lum mà. Đi hai người ra được, mình bị bắt lẻ. Nó dưới núi rồi, sao làm hả? Tôi có bờ được ông ấy nha. Incoming! Mình đang hắn đâu rồi.
cái bài tứ phiến. That zombie's got armor. I want armor. Theo tôi. Ai đấy, sao ai đấy? Không, tôi đang nói gì? Ông đổi nhân vật lại đi về rồi đó. Ủa, chết mẹ, cầu thang xuống đâu rồi? Tạm lì cái này về từ từ. Xuống bên kia. Được, cái này dùng con ra. Dead. Ủa, chỗ nào nhỉ? Chào. Gì vậy? Công ty nằm à? Công ty nằm ở chỗ đổ đúng không? Quăng chai trà nó đi. Thằng có trà nó mà quăng à, ông... Rồi, quăng rồi. Nó đéo hiểu, chỗ đổ xong ở chỗ nào nhỉ? Hold up, healing. Ồ má, đây ba bình một chỗ luôn nè. Oh good man. Má hết đạn. Còn cụ rồi. Hà ơi, câu phơ anh nha hả? Không mà vấn đề là giờ tôi đem xăng về đâu đây? Đây. Bạn đâu? Nó đâu vậy? Nó chạy rồi. Trời ơi mít kìa. Trái rồi mít kìa. Reloading. Dạ sao đổ hết xăng luôn phải không? Đổ đốt luôn phải không? Hey! Shoot it. Mình á trượt. Trượt. Tôi kéo nó về nha, kéo ông Tăng về nha. Ammo here. Có một cái nữa. Có một cái nữa. Có lấy shot à? Ở đâu rồi? Ế, bị mẹ. Còn cái trên kia kìa. Tao lấy shot này. Ôi sao quá. Đi. Ông Nguyên đi. Đây. Tôi lấy. Hình như bên kia, bên mấy cái nhà bên kia gần hơn kìa. Bài cho một lô. Mình chết bài cho một lô rồi. Tôi lấy rồi, về đi, tôi lấy rồi. Về lại cái cổng. I got it. What the fuck, Lisa? Ơ, Tăng chưa cháy kìa. Baby, come on. Rết luôn nè. Ra cổng lẹ. Đã tới. Ra cổng lẹ. Xe đang chờ. Vô luôn đi. Elvis has left the building. I'm here. Go on, I'll keep running. Grabbing first aid. Map thì lag quá.
hà chơi không nổi luôn. First aid kit here. Mắt cuối rồi chơi. Giật không em? Hà hốc mẹ mắt lót. Nó bị giật không? Weapons over here. Ghê vậy. Rồi má ai còn giật nữa. Cover me. Shoot that son of a bitch in the back. Còn giết con cần, giết con cần, giết nha. Cái nồi gì thế này? Hai con chứ. Cái vụ gì vậy? Hai bà lâu chưa? Lắp lâu chưa chịu. Á gì mà FPS 30 vậy? Tí qua kia hết à? Qua hết bên đây nha. Chết đi. Ông gì ông đi có mình mới ghê. Bắn trúng ông đâu. Không, đấm một bài chim bi rồi sau lưng không biết con ngó tôi. Chị chị ơi chết luôn đi. Let me fill you up. Đạn bên nhà bên đây. Ammo nha. Here. Pills here. Được cái fill đây. Đó, rất 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 đầy kìa. Đá gì vậy? Here. Pills here. Đâu? First aid kit's over here. Mắt bắn bỏ. Shoot that zombie in the back. Mệt cái này cùng. Để nào. Lùi hết đi để ném mô lô cho lùi hết đi kiếm cho thủ hết đi. Rõ dính thang máy rồi không đi được. Tôi thang máy rồi vô đây. Vừa thang máy rồi. Ông ném có vốn đâu. Chém. Mở thang máy. Chém. Chém. Vô chém chứ có chuyện gì rồi đánh. Mele kìa. Vô mà chém thì bắn băng gom mới ghê chứ. Có cái gì đâu chém. Ôi đánh chém đại luôn đi kẹo rồi. Nó làm gì được luôn. I can't believe we did that. Từ từ lên, từ từ né ra. Pills here. Lùi ra kìa mấy cha, ném lại đi cho lạnh. Như đâu? Vừa. Shady here. Như con hamster ăn hay lắm. Hả? Điên. Weapons. Biết rồi lấy trận chiến này ha đâu? Trận chiến này ha. Next stick here. Ông Nguyên nhường melee đi kìa. Tôi đã chơi dở rồi. Con lấy cả mắt năm tiếp. Chơi dở. Ai cao thượng? Này jockey. Lùi vậy. Chạy về, sao lưng kia. Ông cửa lại luôn. Má ơi. Ba mấy đĩa. Đéo gì á. Sao không có phá được, yên tâm. Trời có tăng á, sẽ phòng thủ á. Anh tăng chết rồi mà. Hầu lên xem. Gì á. Trời ơi, lộn kìa. Spin him around if you want dead. Kéo em á hả? Hunter.
cơ sau lưng cậu Nguyên nhắm cái gì vậy? Tôi thấy hết tại nó chưa ra thôi. Thấy thấy. Rồi, rồi, thấy hết. Con này đéo thấy. Vừa ít lời cái là nó kéo liền. Mấy thằng hay vậy hay bị. We got guns. Gun gì? Yeah. Tao tăng đó nha. Mày nhìn cô mà lạc á nha. I'm a reload. Spinner. Go get. Ducky. Oh, this is some gross ass shit. Đi vô đi bom đi. Này tính tao để cho nó quýnh vô đầu ra hoàng gia rồi. Quýnh cái gì? Cái con zombie lại tích tán vô đầu ông đang đứng ông nhắm á, tôi thấy tội nghiệp quá tôi mới bắn nó đó. Tội nghiệp nó à. Dạ không tội nghiệp anh à. Không tội nghiệp là cái đầu ông nằm dấu tay rồi. Ai là tội nghiệp da đó. Đó thấy không? Quá nữa kìa thấy không? Ông thấy không trời. Bắn súng nhắm, anh không bao giờ bật nhắm hết á. Đứng ngắm y như là cái gì. Đạn nè, không quan tâm gì xung quanh. Đạn nè, đạn ở đây nè. Đạn trong leo kìa. Smoker. Reload. Chỗ này là cái mê cung nè. Grenade. Đạn trong leo nha. And that was cool. Mê cung phải cầm súng nhắm vô, vừa đi vừa bật nhắm cầm. Yeah. Canh bằng cái gì? Oh yeah. Em có chai chè xanh nè, có ai cầm không? Đây đây anh cầm cho. Đầu. Chuột phải cũng được. Em nắm chuột phải cầm nó lên bắp chuột phải cho người á. Đẩy hơn người không? Đẩy hơn người không? Ammo here. Không có cái gì mic của Hà bé. Đi bên trái thôi, đi bên trái thì phải đâu, bên trái. Giúp kia giữa. Trời nhỏ. Nghe rồi, nghe rồi. 30% mỗi ngày. Con nhớ thắp trái mà. Đủ anh nghe. Thắp trái mà. Có đường đi xét rồi, đi xuống đi. Đi xuống được đâu. Lộn bơ này kia, kia. Chết đi. Con nhớ chỗ này nè, chỗ này đi đâu đúng này. Chỗ này hai đường này. Tôi nhớ là sát trái mà. Đi sát trái như con đường đi sát trái rồi như vậy đó thấy không? Rồi đó phải. Lạc nè. Cái vậy? Bảy. Nó cầm bắn luôn cho bắn luôn. Uống cái build vô đi. Đây. Bỏ nó đi. Sao đầy xà quá. Ê, thả xuống, thả xuống. Lùi cái đây nè hả em. Có một con. Có một con. Mày chả có mỗi con này khác. Rồi đi đúng vòng luôn. Nghe móc cơ đâu, nghe móc cơ đâu. Chi kìa. Rồi có móc cơ đâu. Đây. Có đường dưới nữa. Có đường phía dưới nữa. Mấy ông đồ tôi à. Chi kìa. Á, ba con cảnh sát. Đục hổng xiên. Hai cái gì bị bao vây á. Bảy này, nữa có bảy nha. Hít này, hít cho bay nè. Hình ra, hít đi. Lá bọc bẫy rồi. Thấy xui. Watch my back. Let's wait here. Cơ. Lên, bên kia, bên kia. Cái gì? Real bad. Nó tới. Thì tới rồi á, đi hẳn lên á. Rồi. Rồi, bắn tiếp nghỉ lại tôi thằng rồi. Tôi hết đèn rồi, tôi hết đèn rồi. Đâu mà sao trời. Tôi mẹ đứng đường rồi, tôi đi sau lưng rồi. Tôi đứng đường rồi. Đi bên đây. Đây. Có laser nè. Ấy đạn. Ôi trời.
rồi. Tôi tưởng không xong được, tôi bị nhảy, tôi bị bắn. Bill đi nè. Bill đi lại lên. Ủa ngoài, hoàng gia bắn, gia gì còn đưa Bill lại cho nữa. Này, chuyện lạ. Có hai thằng ghê được. Tết đi ghê. Mày phải biết con vợ nhau hay đi đây nhờ. Rồi. Mẹ ơi. Bắt đi luôn kìa. Có đúng được không anh? Giờ tôi không biết luôn hả? Cái kia rồi. Cái gì đúng á. Ý mẹ đó. Quành lại mấy em ơi. Ở chừng 7 dùm con rồi đó. Dùm con. Trời ơi con kìa. Quành lại chỗ dốc kia chết. Đó hiểu. Yes. À, tôi chỉ tớ thôi nha. Ông nằm đâu, ông đủ máu đâu. Oh man. Má vừa mới phá bức tường ra, nguyên con Hunter cào cho ông phát. Dừng. Đâu rồi? Thủ chút ra, đứa nào không biết hết. Thủ đi. Nghe lại hai được. Lên hẳn đấy thủ đi. Sau lưng mình nè. Sau lưng nhìn. Ê! Đu! Đâu vậy? Đủ má làm sao ấy vậy? Kệ tụi tui! Ông chết bây giờ mà nha! Có thử! Cái tiếng nó gần lắm mà ta! À! Đây rồi! Rồi lạc rồi! Gặp đi trên lạc rồi! Đây rồi! Gặp mấy ổng rồi! Rồi mất hai em gái. Đây, này, đừng có đi bốn chưa lắm. Sốc lạc rồi đó. Đi rồi, lạc rồi. Đi lạc thôi. Qua bên đây. Đi con mẹ. Má nó lạc chung hết. Lạc rồi. Gặp nhau mừng. Nhầm mẹ đường rồi, đây. Để cho đi đường này nè. Đi thẳng lên lại. Đường của tôi đúng rồi. Ở đây là đi lại nè. Đi lại nè. Đi lại mà, bỏ mấy làng cái kia rồi, đây là còn mình dưới. Chạy theo mấy ổng đi hà ơi. Lạc bây giờ đâu? Chạy theo lạc á. Thế nếu nào? Mấy ổng muốn sống sao? Đi đi ha, tôi đi ha. Tôi lấy mất đường nhớ, ông chạy melee nhớ, tôi lấy mất đường mới. Ừ. Cái này đâu có đường nó không? Nó đổi đường quên phải rồi. Đi phải đi. Nó có đội đường này. Rồi xong. Đi sang bên kia đông đấy. Làm sao để qua phía bên đó đây. Đi bên phải đi. Ra ngoài đá. Giờ tôi có một cách chắn kiếm được đường ra mà đều hơi lâu thôi. Cà le à? Tự sát rồi không? Ông có một người chết. Không, mấy ông cứ đi sát một bên tường á. Mấy ông cứ bám sát vô một bên bức tường mà đi tới chừng nào đi hết cái vòng tròn của mình cũng được. Bắn đi, bắn Jimmy á. Ngon, tiên hồi về tới nhà luôn. Nhà gì? Đổ bắt đầu. Reloading. Ông Vi gần, tức mình ông Vi. Nghe tiếng chi gần lắm. Không phải, đi thẳng. Ây ơi, còn cái mặt tường này đi được không ta? Còn trong phía đây. Chị đi ngược rồi mà đi nhanh quá. Yêu kìa. Ông anh đi, tôi cầm kit mà. Tôi cầm kit mà. Kit đi em, kit đi lại cho lẹ. Nhau đồ ăn nữa. Kit đi, kêu đi, đây anh. Ôi, hà nè! Được rồi mà, đi giữa nhau à. Tao có bên anh bỏ kê. Bên kia bị lạc. Không sao, đây, bỏ lại, đi sát vào anh rồi anh cả kê kìa. Ê, đúng rồi, kìa. Trời ơi, vẫn còn tin hoàng gia hả hà? Hình như đây đúng rồi á, có cái tượng nè. Trời ơi, em. Hình như. Không khóc đi chưa? Đi đi, vui lắm. Em chạy rồi, em chém luôn chưa? Em bắn không phải ấy. Điên hồi chắc điên quá. Đã nói cái con chạy được đường này sang này. Hơi lâu nhưng mà kiếm được đường ra. Đi đúng rồi, đi đúng bức tượng rồi, đi đúng rồi.
Nó đổi đường. Đó tới nè. Trời ơi. Đổi đổi đường cao. Mà nó đổi hai bên á, một hai bức tượng nó đúng. Kiếp này, kiếp này. Kiếp này. À ơi, kiếp đi. Ê, mấy ông có chắc là cái đường ra nó không biết đối diện không vậy? Hai cái cổng vô đúng không? Có hai cái cổng vô đúng không? Dạ, ông Nguyên kìa. Ông Nguyên đi. Rồi đúng rồi nè em. Mình đi đúng rồi nè. Ủa. Rồi. Đi đi em đi. Vô 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 vô. Ờ đúng đường rồi. Chỗ này đừng cục đồ nhầm đường rồi. Phụ đó. Đi về cái mấy ông đội đừng cục. Ông giờ, hai người nữa chưa? Dạ, cái chỗ này, chỗ mới đi qua hồi nãy mà. Để thế tụi nó thuần mát rồi. Búp. Trời, tới rồi nè. Ui, chị. Đây, 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 đây. Giữa đúng rồi nè. Má, hai đứa đi sao lại là đúng. Đi hình dưới là chạy đi đúng. Bây giờ ông đi đúng rồi đó. Mấy ông còn ngồi cái pẹt nữa. Đâu ngồi, tôi thủ anh con mà. Dốc kia kìa, đó là Hunter kìa. I hear Hunter. Đó là con chóc. First aid kit over here. Kìa kìa. Tìm tóc. Tìm tóc đi. Hey, look out. You might need these. Ê, ê, có ấy này, có hàng này, con hàng này, có cầm hàng này. À, thành phố Vũ Hán vắng người. Cầm hàng này con chứ không? Hey, I'm reload. Con hàng này to quá, không chơi được. Đi chơi. Thì như nhớ không nhầm là bấm đây là phải rớt vào nó mới hết nè. Thủ đúng đi. Không hề rút. Kết full máu đi. Đâu thủ. Kết full máu đi nha, chỉ có chạy và chạy thôi. Không hề rút hết map luôn. À, cái mẹo á, cái mẹo là nhảy lên trên bàn á. Đừng có đi đường dưới, nhảy lên trên cao. Đi đường trên kệ á nha, đừng có nhảy xuống. Từ từ, từ hết đợt. Ừ. À, con chơi trà là không biết rết nổi không. Thua. Cha nào còn đứng dưới chơi với Bummer. Cái bam có yên to, cái bam có tăng trên đường nha. Nội Nguyên còn đứng ở dưới chơi với Bummer. Tôi quay lại được chứ. Đi nè. Reloading. Shoot that zombie in the back. Con trà trước á. Đi đi. Heads up. Đi ra ngoài cổng con trà ông ơi. Thang lên cầu thang, lên cầu thang lại lên. Lên cầu thang đi, lên cầu thang đi. Nhảy lên cầu thang bên kia, mau đi đường cầu thang thôi, đừng đi đường dưới đất. Đi cầu thang á. Nhìn cái bàn hay cái cầu thang phải không? Thì biết là có đâu. Thì biết dưỡng kệ thôi. Giỡn con dễ đấy kìa. Cái cửa kia chặn được chưa? Cái gì vậy? Cái cửa đó lại chặn được chưa? Lên cái điêu hà, lên cái điêu. Rạc quá. Tôi dính rồi. Đi. Sao đó kìa. Đi mấy đứa ơi. Không có gì lượm hết á. Từ từ thôi, từ đây thủ đấy á, muốn đi xe được. Ngầu nhiều lắm. Cho lưng hả? Còn một cái bù lô sau lưng đi. Ờ sao quăng ở đó. Trước rồi. Trời lưng lên bàn, lên bàn. À nếu có được tùm lưng chó tao thủ. Rồi đi tiếp. Lên cái bàn này nè em. Ôi trời ơi, ôi! Ôi cái trà kìa, đi mày đấm nát được trà! Trà trước mặt chưa? Ông Miu đi ông Nguyên! Không đi được! Để dành cho mấy người yếu máu! Dành cho kìa, ông không nghe được mặt hết rồi! Nhặt trà ném đi! Chết cái gì vậy? Nhặt trà kìa, nhặt trà ném luôn! Ờ, tư lời rồi! Trời, ba người! Chỉ là trên đó nè!
Chi ơi, chi ơi, chết rồi, chết rồi. Cứu đi, cứu đi chi, đỡ cha rồi, cứu đi. Công lít kìa. Chi công lít chứ. Không thấy. Chi công lít chi, giết công lít. Rồi. Cầm cái bay ra. Kích kích đi hả, kích đi hả. Trời ơi, cầm cái chọi trước không vậy, chọi sau kìa. Hold up, y'all. Đây cần phải ung không? Bông mơ, bắn con bông mơ. Trời ơi, ông bắn rồi. Ông lùi. Lùi giải quên. Sao không nhảy lên bàn? Nhảy lên trên bàn này nè. Nhảy hết lên bàn bên đây. Từ cái kệ bay qua. I love you guys. Chạy ra dí. Biết rồi. Cứu lẽ, tôi chứng này. Thủ đi. Uống bia đi, cuộc ông đi, uống đi, quá. Sắc đen mà. Đẹp rất. Con nút hoài rồi đấy, nút hoài ở đoạn đấy đấy. Khúc này góc lát. Hay đấy. Từ từ thôi. Không còn máu mà để gánh nữa rồi. Cài nhắc luôn. Khúc này chạy nha, tôi dậy trà. Chạy đi, chạy trà thôi, chạy đi. Chạy. Để đường nào. Chạy chạy nha, qua đây. Lẹ lên đi, qua lẹ qua đây. Ôi. Con trà nữa kìa. Ngay cửa luôn. Ôi bắn, tối ghê, tối năm giờ đấy. Ngay cửa này. Con cầm trà ngay cửa. Ông. Nhặt trà đi ông Nguyên, người chân ông kìa. Ném luôn. À có từ. Đi đâu? Quên hết rồi. Hả, bắn cho mình chầm máu đúng rồi đấy. Bắn trúng anh đúng nhiều. Chứ bắn cho phát đi, chứ bắn cho phát. I'm really hurt. Hai đứng yên cái, giờ tôi kêu bị hoài giá. Let's heal up. Ông cầm từ nãy ông không kích cho tôi rồi. Ông nhìn cầm từ nãy ông không kích cho tôi thì tôi phải... Mẹ ra, lùi dậy hết luôn. Lùi dậy hẳn ra luôn. Tôi không có thấy. Tôi nhìn lên tôi thấy ông mới đưa kêu ông đi. Hey man, hold up. Healing. Đi. Tăng kìa đi. Lewis, you are không có nhảy được không? Nhảy lên cầu thang trên kia luôn. Đi lên kia. Đây này, chỗ này cũng được này, chỗ này luôn này. Bên kia lát, bên đây không có lát đâu, bên kia mới lát. À ờ. Bên kia mới lát. Nó tới kìa hả? Em còn ngồi góc. Ê, có mở 60 kìa gì? Bây giờ mới thấy luôn á. Không có lửa cho nó ăn cái gì. Chạy đứt mẹ đó. Trời ơi. Trời. Vậy kiếm mô lô. Trời nó kẹt. Tôi làm mô lô. Mình về con mô lô mà lấy. Lỡ nãy chạy lộn. Nó chạy được kìa. Để đó. Đứng đi. Đừng bắn nó nha. Đừng có bắn đến. Trời dí tôi rồi. Tạm gì vậy? Mẹ mày lại đây. Hoàng gia nè, sau lưng nè. Đâu? Thấy mẹ tôi rồi. Thấy đâu? Dục cho cái ống chích rồi ngay sau lưng. Ông làm cái gì vậy? Chăm kìa. Dụ nó bạn chém. Dụ được, nó hay lắm bao giờ. Kể đi. Mẹ đi cả hai đây. Đừng có làm gì hết, kể đi. Chém nó. Giờ ông cũng làm gì nó bắn đi. Ông cho ai mở được cửa này. Giỏi ai vậy? Đi chết đây em. Mày này thì đóng miếng gì cả, nãy chết rồi. Nãy lụm chặt đồ rồi, mót được cái gì mót hết rồi. Em hà kìa ha. Ở dưới hà rồi á.
Má giờ cầm không dám bắn luôn á. Đạn đạn sao quanh lại về đạn có. Đây này, đạn đây này, có đạn mà. Không phải. Mà sao mưa bắn nó bao nhiêu đâu. Sao không, đam mạnh như quỷ. Bắn đi, bắn đạn rồi lụm đạn. Nè nè, bắn đâu chơi chưa. Đừng, đừng bắn chi, đừng, đừng, để ông Di bắn thôi. Rồi xong rồi, xong rồi. Má sao lâu quá vậy? Giờ lấy đạn coi. Được rồi chết, hai kia, hai kia. Bắt hai kia. Ở đâu vậy em? Ra ngoài đi, ra ngoài. Xoài rồi. Đạn đâu, đạn đâu. Cứu bằng niềm. Đạn xa lắm. Xoay quanh ngược lại cái cầu thang lên đầu tiên ấy. Cái cầu thang lên đầu tiên ấy. Rồi đó, thấy không? Thấy rồi. Nhớ rồi, nhưng mà thấy rồi nha. Spinner! Bắn gì mà mấy chục ngàn máu chết sạch nhanh vậy? Chém mà. Chết. Nó sao lưng tôi nè. Sao lần, nó sao lưng tôi nè, sao lần. Không bắn M60 mà ông kêu tôi. Đi đi. Kệ nó, tự báo lại thôi chứ. Nó chạy kịp mình đâu. Nghe mà. Nhưng hôm nay mic của em bé quá. Chị đang sắp đây là hỏi cho. Weapons here. Ủa, nó lượt hai giọng được hả? Để à. Á, trời lạnh. Có hai nhỏ què kìa, viên lâu chơi. Lão phát liền. Hà đâu có què. Hòa ngồi, Hà ngồi xuống mà. Thấy bạn đi chậm quá. Đi chung vậy kìa, kìa giống chắc điên quá, giọng nó cũng lúc rồi. Nghe như y chô vậy. Không thấy là móc cơ gì nha. Xếp rồi, xếp rồi. Tôi bắn xếp rồi. Nhà banh sát nè. Y chang luôn. Giọng đi chậm hơn. Có 50 mẫu mà chết là sao được. Có 50 mẫu mà chết là sao được. Thử biết liền các bạn. Một viên căng nhất là 25 máu. Vô. Đè đi. Ý có hạn. Đi. Cô kiếp. Đè đi. Oh man. Tại sao ông vô trong đó được hay vậy? Nhìn kìa. Đó là tính chết hàng, tính chết hàng ấy. Man, I feel like crap. Almost there. Louis. Shit. Man. Oh shit. Chết luôn kìa. Ông lượt tay ông lại ông chết luôn. Ammo up here. Cho anh thử cái hổng chết đi, rồi tí tính sao. Ammo here. Vô đi thì chết lại. Chả vô rồi mà. Ammo here. Oh yeah. Chưa còn nguyên, không nguyên chưa vô. Heads up. Crash in a hand basket. Mày biết rồi kìa. Biết rồi. Rồi. Ông boss cũng tự sát. Đó rồi, đứng nữa kìa. Đó là tí chết nữa nè. I'm really hurt guys. Rồi chết. Chẳng nguyên hết rồi. Hey, ammo here. I'm gonna need these. Okay. Cool. Vô lại vậy. Every part of me hurts. Vô lận ha. Thôi đi luôn đi.
hell? Bắn gì vậy? Ammo here. Nó thế vào map này gần 30 tăng rồi, bắn gì nào mà hết. Vui vô. Xe cũng thương. Giảm máu tăng xuống ha. Giảm gì? Hay. Bắn bình thường thôi. Giảm máu. Cái này có chiến thuật mà sao thua được. Chiến thuật với mấy con tăng rồi đó, 30 con là hết chiến thuật rồi. 30 gì? Ông cứ chui trong cái xe của Hương nó làm gì được không? Ủa nguyên sao bây giờ chúng ta phải lao vậy? Biết gì em? Sao có bắn quỳnh nổ mà mấy viên nó mới nổ? Mấy em làm gì vậy? Nó đòi quýnh nổ. Quýnh nổ. Vô vô. Bắt thằng Hà đó, thằng Hà bắn tim dữ lắm, chắc ăn á. Vô anh vô. Gì? Sao con nổi đi. Nguyên đâu? Nguyên thế này. Bỏ mình vô này. À, vẫn đợi đồ trên đồ kìa. À, vô đồ gì đâu. Thôi đi, tao đang đeo mic vô. Đang đeo mic. Mới đầu lấy cận chiến ra, quýnh lộn, hồi tôi thấy nó móc súng ra nó quơ vô luôn. Thôi, ủa không có đạn à? Không. Tối quá. Không có cái gì mà không thấy một cái gì luôn. Thấy gì vậy? Có cây rìu nè. Oh yeah. Tôi dục ra ngoài rồi. Ê mấy ông ở đâu vậy? Trời trời, đi tiếp họ hay ở đâu ghê chứ. Hai trận chiến này em. Ha. Cái gì điều nè. Mới vô tôi có chắc định phương hướng gì đâu. I felt terrible. Trời kìa, bầu trời kìa. Hơi tối tí. Ủa? Trời đâu trời. Đi thẳng ra bầu trời. Đó. Đó giờ được thấy. Báp, báp. Lũ chó chứ không phải bầu trời. Map nó chưa load kịp. Mẹ map nó chưa load kịp. Ông nhìn lộn bạn hơn. Đây là 30 người Việt từ Vũ Hán rồi trở về. Giờ mình phải đợi mấy bài bên mình qua đó. I'm pretty hurt. Cái này sao tôi. Trai hoàng gia chắc chắn là bị nhiễm rồi. Không có về được. Thôi chết rồi, không lại gần rồi. Đi bắn bọ hay không? Tí cái ngày đi máy bay bắn bọ rồi được em. Cái máy bay bắn bọ rồi được. Hoàng gia thì nhiễm rồi, không nhiễm gì cũng không đánh ta hết. Sao thở dốc vậy em? Mệt quá, chạy xa quá. Chết mẹ rồi, triệu chứng rồi. Không nhận, thở thiệt luôn á. Thiếu nữa ho là thôi, tránh xa nha. Tôi bị nhiễm này là Hà buồn á. Thôi đừng có nói rồi mà em. Không em sợ. I feel like crap. Ammo up here. Xe cứu thương là cái điểm cứu cánh của mình. Không có chỗ nào thủ hơn đó đâu. Không mà giờ sao? Đó anh em. Mắt nhìn ra rộng. Deploy fire bullet. Everyone. Có cái bia này. Không một viên đạn luôn. Kệ nó em để đi, tí nữa mình chạy vô đây ở giữa nè. Ở trong trung tâm nhà view lắm. Vô giữa nè có hết nè. Giữa gì cũng có đó. Súng ống này đầy đủ. Đầy đủ hết á. Ammo here. Mình có la ve cha. This is some real bullshit right here. Everybody được ai đâu đang đang lửa hết á để mình. Deploy fire bullets. Reloading. Ammo here. Lúc gì vậy ông nội, ông có cơ hội bắn đâu. Ammo here. Có cái đây có con dao rồi ta. Rồi gom ít đồ vô xe cứu thương đi. Molotov's over here. Có con dao rồi ta. Mọi người nhìn về cái tấm banner 2019 nha. Nhìn về nó hết đi, thấy không? Rồi, rồi nhìn mẹ cái banner ngay giữa trung tâm 2019 bự thù lù kìa. Màu đỏ đó. Yeah.
Rồi ở bên, ở bên trái nè, anh đang đứng nè, là cái chỗ trực thăng tới đáp á. Bên trái chỗ anh đứng. Nè, anh đang bắn lên nè. Trái chỗ anh đứng. Trời ơi, nó cười á. Đó, trực thăng mà đáp là phải lên cùng lúc nha. Lên một thằng là nó quýnh chết luôn, phải đáp. Lại chỗ xe tăng này hả? Ờ, chỗ này nè, nó đậu không gần xe tăng đâu. Rồi, hướng dẫn vậy thôi, tí lúc về cũng chạy từ lưa hết nè. Bấm đi đồ gì xe cứu thương, không có thủ ở giữa. Bấm xe cứu thương nè, vậy đây hết. Weapon here. Nó vô chật chật lắm chứ, từ từ tại. Trời, da đơ mặt nữa. Còn Peter nó khạc cho một bãi. Yes. Không có Peter được. Chia ra, một thằng đứng trên đầu xe hết. Có tăng ra hãy chui vô. I don't feel so good. Pills. Ủa sao giờ nó lại có lan xe nè. Ông bam á. Nộ ghê ta. Nó chuyện vui. Nãy có đâu. Em đồ về xe cứu thương hết. Bỏ vô xong xe hết. Đừng có vô, đừng vô, vô cái xe cứu thương có đạn lửa. Pills here. Alright now. Let's blow some shit up. Kích đi chi. Kích luôn đi em. Để còn phản xạ chứ. Đừng có vô xe cứu thương đạn lửa. Để đi. Vô hết và rượt hết đạn. Rồi chuẩn bị mở nha. I got the Molotov. Đứng trên nóc hết. Khi nào tăng ra thì hãy hãy chui. Hey, some guns here. Giữ diện nhau cover. Rồi bấm đi trên nóc. Bấm đi. Nothing to see. À đây. Ai bấm? Chưa chưa hoài. Để tôi bấm cho. Ông vô đi. Tôi bấm cho. Tin tưởng nhau đi. I'm down. At this rate, Hà đang cơ cấu đồ. Hà có vẻ đảm đang lắm. Đợi tí xíu coi coi làm gì. Ồ, Hà giục hết súng vô cầm cái búa thủ. Bấm thôi, đi vô. Bấm chưa? Rồi á. Thì bé vậy. Còn chiếc kìa em, lên chiếc đó luôn. Everybody kéo nó ra cho là ăn sống nhanh. Bấm hai lần ông nội. Nó tới kia. Vô xe, vô xe. Có đi kìa. Vô xe. Trời ơi, bolo kìa. Hai cái bolo. Guys, better weapons. Tao lấy ông kia. Vô xe hết, bỏ đi. Ê. Đứng đi. Con nữa kìa. Để tôi đừng qua đâu, để tôi bắn cho. Con ở chỗ nào, con ở chỗ nào. Đừng để tôi. Kìa nó xa. Xa xa kìa, bắn đi. Tan nè, tan rồi, nè. Rồi cháy rồi. Rồi vô đi. First aid kit here. Ông Di gán bắn ra đi, ông Di cho anh lại chỗ ông luôn đi. Ông đá. Thôi nó kẹt rồi, nó kẹt rồi. Con cứ bắn ra rồi. Tức để tôi bắn không cho. Cùng hướng luôn xe lên, cùng hướng đó luôn xe lên, cùng. Cháy luôn rồi, cháy luôn rồi. Nhìn con kia, bắn nhìn con mấy em. Nó đào ông á. Nó lên đâu kìa, nó lên cái đầu kia. Nó vô kìa, nó vô kìa. Nó vô trên đầu mấy em. Kìa em, lùi sát vô, lùi sát vô. Đông lắm. Rồi thêm một con nữa. Hướng nào, hướng nào. Cháy rồi, cháy rồi, tôi bắn rồi. Dội con đi, dội con đi. Chết một con rồi, chết hai con rồi. Rồi nằm hết rồi. Trời ơi. Trời ơi. Lại gần đó chi. Đừng, đừng cứu, đừng có người cứu, đừng có qua. Đừng có qua, đứng đây đi. Cứu đi, anh bắn nhau. Em đưa vô Hà nằm luôn bây giờ. Còn sao thấy nằm kìa. Chỗ nào hướng nào. Đi chiến đấu bị cha còn nằm nữa. Vậy lúa vậy. Tới gần 20 con rồi.
What the fuck? Bảy con mày thoát luôn. Chát không có đạn lửa thôi. Có đạn đẩy ra được. Rồi là cú bất chấp luôn. Có cần molo bay bài nào? Con kiếp vô kìa. Từ. Còn đừng lượm đạn lửa. Đi ra lượm dừa lượm đi nha. Còn một con chỗ tôi. Ra nè. Dồn đam nó lẻ để tôi ra tôi lượm đồ. Đạn lửa, đạn lửa, đạn lửa, ai lượm giùm coi, ai lượm giùm súng. Ba con thôi, ba con ra lửa kia. Đánh lẻ. Chạy cái bay ra, chạy cái bay ra. Ờ, tôi nắm thôi. Bò dưới lại thôi. Không chết đi. Bảy, bảy. Tôi bu quăng cái trà ra nha. Ra đẩy nó luôn. Thủ đi. Thủ thẳng gì. Tay bên kia chết ráo, còn có mình đây. Cứ chém đi. Ồ, con cảnh sát đây là không ăn gì là khó rồi. Bởi tôi mới quăng trà ra. Đủ ba hai con luôn hả? Đừng có con luôn. Phải có một hai thằng ở trên đầu xe. Hết bơm trong này luôn rồi. Bu hết cho một xe thôi được. Phải chia ra một xe chứ thì em có bu hết được xe lắm. Xe không cứu. Ờ, bốn xe. Em trai hoàng gia đi theo hay hả? Bu hết cho một xe. Vô cái xe của trai hoàng gia toàn gái thôi. Bởi vậy, Hà leo lên nha. Nói không tin tưởng hoàng gia nhưng cuối cùng nhận lấy cái cách đăng đó không Hà. Rất là buồn. Ok thôi. Almost there. Ok thôi. Trả bài đâu quái đó. Cũng thế là biết rồi đó. Anh em lượm kích hết đi ông bay đó. Go ahead and take this. Okay. We have guns here. I feel. Đây là đang ăn. 6 người thì chia ra 4 xe. Tự 6 người mà có 2 xe. Giờ ăn không rồi lắm mẹ, lộn cái súng. Cái súng. Ammo here. Cover me. Bây giờ có anh com nè. Lượm một cây mắc nơm, một cây súng chín, lượm đạn đẩy để dành chống mấy con sát. Nice. Ammo here. Họ đẩy thôi. Grab lấy đạn lửa. Còn mẹ nó. Cầm kim, đừng lấy molo. Cầm kim. Ném trái bài đi. Hà ném trái bài hướng em đi, đông quá. Throwing a pipe bomb. First aid kit. Quăng kit xuống đây thôi, đừng quăng trên xe đâu. Trời ơi, vẫn còn. Make sure to grab a health kit. Hey, Jimmy King. Who was that? Hills here. Đường dây đang hơi khó chịu quá. Cái thứ chó hàng hàng người nằm thôi nè. Để ở giữa nha. Để tôi để giữa bốn cái xe á. Ông bỏ mẹ nó trong xe luôn đi. Rồi đạt rồi, mất công đạt nhờ hướng đá. À với chi hoàng xe, ông hoàng gia đi chỗ khác ngồi đi. Gái bị buồn. Để tôi đang ăn. Liên quan, để tôi đang ăn. Tôi ngồi từ nãy mà. Nói chẳng khác gì hai đứa gái buồn vô ông. Xong rồi đi chỗ khác đi. Ammo here. Grabbing fire bullet. Rồi xong mất cái dao rồi. Guns right here. Oh man. Cái tay Hunter rồi. Grabbing first aid. Lấy cái này trời đỡ đi. Nói chung là ai bụng cũng được luôn. À càng tốt. Grab some incendiary ammo. Molotov. Có hạ đâu rồi hả? Defib unit here. Machete here. Everybody get ammo up. Molo nhiều quá.
Em trà về nữa. Dục xuống hết dưới kia đi. Cầm chích nha, đừng có cầm First aid kit. Oh yeah. Great. Rồi, bấm luôn đi ông đi. Grabbing some first aid. Nice. I can handle this. Em làm gì đấy hả? Nice. Ê, còn đầu tôi bắn đạn lửa cho. Vô đi thủ đi, bấm đi. Vô thủ đi, bấm đi. Vô đi. Tức đầu. Bấm rồi. Ủa mấy cây kim đâu rồi? Này. Chiếc này lại không có ai vô. We have guns here. Pills here. Ammo here. Đầu trước mà. Lo chi. Gì mà hai đứa ba đứa trong đây vậy? We have guns here. Ê, tôi đi lộn bụi rồi. Hai chiếc xe bên hướng bên đây không ai ngồi hết. Shotgun. Look here. Ăn ra trước anh coi mới là sao đúng không? Ê! Cái viên đạn tôi đánh ba viên đạn tôi luôn. Mày có phải highlight rồi. Đi cứ đứng. Ngồi khác vô kệ nó. Ơ à, địt mẹ. Ngồi khác vô hả? À quay lại cứu đi hả? Quay lại cứu đi hả? Thứ hai ra kìa. Molotov out. Chị chở nó chở đá quá nè. Có kiếm hả? Đừng kìa. Đừng kìa. Nhảy xuống đụng giùm tôi đạn lửa thôi. Bước vào đây. À hơi nhầm rồi, thấy ở ngoài hoàn toàn chết. Sao mà không đi được, đẹp lên. Đâu lại lửa đâu? Con lát kìa. Sao lưng hẹ. Lại lửa đâu? Sao lưng hẹ. Lại lửa ngang sang. Con lửa hả? Cháy chà rồi đấy thôi, chết tôi đi này. Một con tăng lát rồi giờ. Tình luôn. Còn đỡ một con rồi đấy. Để anh tăng ngay chỗ đạn lửa cho nói. Nãy là tăng đâu đứng ngay chỗ đạn lửa đâu. Ông đi sao nó mới ra đó luôn. Con tăng ngay chỗ. Ngay tăng của bên Đa Nguyên này. Nó đập bài mẹ cái xe luôn nè. Đạn lửa nha anh, đạn lửa nè. Thôi khỏi thôi. Ừ. Molo á. Bắn tôi đem lên đầu xe. Tăng sao lưng kìa. Cháy hết rồi nha. Không đi được. Dạy con đi. Đưa lại gần nữa. Rồi đi. Từ em đừng có đi đâu em. Cầm nó đi. Ủa còn con. Còn con nhập ngoài hay gì kìa. Cháy rồi, cháy con luôn kìa. Ai chưa lượm đạn lửa ra lượm giùm tôi đấy. Kiếp đen, đưa lửa kiếp đen rồi. Hold up, yo. Trời ơi, chi? Gì vậy? Khách đi. Nó té gì không thấy. Hồi dùm đánh, ngồi sát nó đánh, đẩy đâu cho. Tăng kế bên, đừng có vô, tăng kế bên, đừng có vô. Chết đi à. Kích đi em, kích đi. Đừng có chi, chết á. Không sao, kích đi. Ai thì có Molo nào, lấy Molo trước đi. Cầm người yên nó đi, anh ra anh vụ con này. Tăng vô. Sao lưng kìa, sao lưng xe chi kìa. Sao lưng xe chi nè. Ông né cái đầu ông ra làm gì. Ê, tôi cảm giác còn con nào ở chiều trái á. Đây. Còn con ngay dưới sân kìa. Nó lan, nó lan ra nữa. Không chết á. Sao lưng kìa. Dính chưa? Rồi dính rồi. Đi quăng xe đi, ông có không có đi xe đâu. Sao lên chi vậy? Come on, you gotta go. Tôi gửi mà, tôi gửi. Tôi cạch, tôi cạch, tôi cạch, tôi cạch, tôi cạch, tôi cạch, tôi cạch. Mày nhắc mày ghét không? Thế ý đồ. Cứu ngay cửa sổ, ngay cứu. Lẹ lên. Ngay
mày da ăn hại vừa. Con tanh có thể nó quay lại rồi ném rồi. Qua kiểu cái gì xe, cũng dính. Qua cái xe kia cứu chi kìa tôi. Đi đâu? Chi nằm bên cái xe mà. Đá tới. Chi bò ra được, chi bò ra được kìa. Đừng bò chi ra ơi. Mới chết. Chi bò ra. Chi. Chi bò ra được thang không? Bolo xe tới chi ơi. Cũng đi chi, chị thang tới rồi. Vai. Thang tới kìa. Rồi. Quá. Trời chú cha. Cứu nè, kia. Má bằng thôi. Em trong xe có luôn, em trong xe. Xe nào em? Đây. Chạy luôn nha. Để xong rồi. Xong rồi. Trời cha thôi, trời cha thôi. À đi rồi. Rồi, anh có hai pha highlight luôn. Rồi xong, anh highlight luôn. Oh my god. Vô đi. Ông Nguyên kìa. Rồi ông Nguyên kìa. Tại tập cái hai rồi đâu. Không vô máy bay được mà lo gì. À mà cứu hạ quá đi. Bỏ đâu. Tăng đứng cách Hà 10 mét ném cục đá mà tôi bắn lâu chơi bể luôn cục đá. Bắt đấy là tôi rút súng có đạn đẩy bắn rồi. Ơ, ơi kìa. Ông bị nằm lúc cuối mà. Nên tôi không, đi về được. Tôi chết nhiều lắm chứ sao có hai thằng chết à. Đâu. Pha cuối cái cục đá tăng ảo quá, nó đi cong qua hết cái máy bay luôn. Thôi ngủ thôi. Nào.